Vâng, kính chào toàn thể quý vị. Hiện tại thì đoàn của chúng tôi lại tiếp tục vào chùa Trấn Quốc. Thưa toàn thể quý vị, có vẻ như là hôm nay rất là đông khách, thế cho nên là khung cảnh rất là đông đúc. Trồng dâu nuôi tằm và đó là cái trại tầng tàm, sau đổi tên thành là Nghi Tàm. Đấy là cái tên của Nghi Tàm, là nơi mà thích nghi phát triển của nghề trồng dâu nuôi tằm thì gọi là Nghi Tàm. Thế thì kết hợp lại với đó thì các cái vị cung nữ ở đây dệt lụa, nhưng vì họ không có nhiều nguyên vật liệu, họ chỉ lấy được dâu, họ chỉ nuôi được tằm, nên là họ chỉ dệt một loại lụa thôi ạ. Đó là cái lụa mắt trúc và nó màu trắng. Ngày nắng họ mang ra ngoài bờ hồ để phơi, và toàn bộ cái hồ là gì ạ? Là trắng xóa những cái loại lụa đó. Vì vậy người ta đổi tên cái hồ gọi là gì ạ? Hồ Trúc Bạch. Tức là cái hồ này là trước đây là phơi sản xuất tơ lụa màu trắng mắt trúc, chứ không phải là có cây trúc nào nó màu trắng cả. Ở đây thì chắc là có một số bạn như là bạn Thùy làm cảnh quan, nếu mà trúc màu trắng thì nó bị nấm đúng không ạ? Thì khi mà đắp cái đê cố ngự đó thì chúng ta có một hòn đảo duy nhất nằm trên Hồ Tây. Cả Hồ Tây rộng lớn như thế nhưng chỉ có một hòn đảo thôi ạ. Chỉ có một hòn đảo. Thì hòn đảo này được gọi là hòn đảo cá vàng, bởi trước đây nó có hình rất giống con cá vàng. Và cái đảo này nó có một cái đặc biệt ạ. Đó là đảo không phải hoàn toàn là đảo đất, mà một phần của nó là đá vôi. Do sự hình thành của thời kỳ cách đây khoảng 30 triệu năm cùng với thời kỳ hình thành nên sông Hồng và cái thềm lục địa này, nên đã để lại một cái phần đá ở phía bên dưới, nên họ đã, và do sông Hồng nó ăn lấn ở phía bên trong kia, nên là người ta đã bưng nguyên cả cái chùa từ phía bên ngoài đặt lên trên cái đảo này. Và trước đây thì vào thời nhà Trần thì đây là một cái cung, đấy, cung Quảng Hàn, là cái cung mà để ra nghỉ cho nó mát, ra nghỉ cho mùa hè ra đây nằm thì rất là sướng, thế là cung Quảng Hàn vào đây. Và từ đó thì chùa Trấn Quốc được di chuyển ra đây với cái hệ thống chùa từ phía bên kia ra. Và đây là cái ngôi chùa mà nó tồn tại từ thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, mà cho đến hiện nay là chúng ta có khoảng 1.500 năm lịch sử. Và nơi đây còn là nơi mà có những cái vị thiền sư và có những cái câu chuyện nó liên quan rất là mật thiết đến lại cái sự phát triển của vận mệnh của quốc gia. Thế và ở đây cũng có một đặc điểm đặc biệt là trong suốt 12 ngày đêm ném bom của đế quốc Mỹ, và trong suốt bắt đầu từ những năm 60-65 đế quốc Mỹ ném bom giải thảm lên miền Bắc, thì chùa Trấn Quốc chưa dính phải một hòn tên mũi đạn nào. Thế nên đó là chùa Trấn Quốc là gì ạ? Đó là cái nơi để trấn giữ cho cả một đất nước. Thế sau đó thì được đổi tên thành chùa Trấn Bắc, là trấn giữ phía Bắc. Nhưng thực ra chùa Trấn Quốc, cái tên mà người ta gọi ấy, nó phải đúng ra mà về sau ấy, khi mà thời nhà Lý, vì ở đây nó lại còn liên quan đến cái văn miếu Quốc Tử Giám. Nếu không có chùa Trấn Quốc thì sẽ không có văn miếu Quốc Tử Giám đó, và cũng sẽ không có đền Quan Thánh. Thì cái chùa này phải được gọi chính thức của nó là chùa An Quốc, tức là làm cho quốc gia được yên ổn. Cái chùa này còn thì mọi thứ nó còn yên ổn, và mọi người đến đây để cầu mong được cái sự yên ổn, sự hòa thuận, rồi cũng như là một cái vận mệnh phát triển được, vượt qua được những cái trắc trở. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để cùng tìm hiểu thêm về ngôi chùa. Trong chùa Trấn Quốc cũng các cổng chùa đấy. Bây giờ mình xếp hàng ở đây trong cái chùa này. Cái đoạn này quán thánh của tôi. Vâng, quý vị vừa mới nghe xong một cái đoạn review của một anh hướng dẫn viên du lịch nói về cái chùa này. Thank you.
Bên trái thì có một vài cái cổng trên cái con đường dẫn vào bên trong chùa. Thế nhưng mà mọi người thì đều nói là sẽ vào đây trước, ở bên trong này trước. Đây, kính thưa quý vị, đây là phía trước của chùa Trấn Quốc đây. Du khách đang làm lễ và vãn cảnh. Đấy, đoàn của chúng tôi đây này. Các chị em vừa mới làm lễ ở trong chùa ra đây. Và đây chính là cái cây, không biết có phải là cây đa không, ở chính giữa phía trước của chùa. Và dưới gốc là những cái dòng chữ là chính niệm này. Đấy. Chính định này. Chính kiến này. Đấy. Tư duy này. À. Đây chính là chính tư duy. Đấy. Chính ngữ này. Tôi di chuyển theo đúng chiều kim đồng hồ. Chính nghiệp này. Đấy. Đấy. Chính mạng này. Đấy. Rồi lại quay lại. Đấy. Chính tinh tiến. Đấy. Và sau chính tinh tiến thì lại quay trở lại là chính niệm. Tất cả đều có một từ, đó là chính. Và đây là một cái văn bia ghi là Phật lịch Dương lịch 1987. Đấy, âm lịch là Đinh Mão và Phật lịch là 2531. Đây là cái bia ghi là phương danh những vị công đức xây dựng vành bao vây Bồ Đề. Đấy, và cái cây này. Đấy, cái cây này mà vừa nãy tôi quay đấy, tôi vừa nói đấy, ngay chính giữa trước của chùa đấy. Thì tôi nói có vẻ như là cây đa, nhưng thực tế là không phải là cây đa, mà đây là cây Bồ Đề. Nó vẫn có một cái đặc điểm chung mà chúng ta thấy được ở tất cả các ngôi chùa ở tại Hà Nội nói riêng và tại miền Bắc nói chung. Đấy là gian đầu tiên sẽ là gian đại bái. Phía bên trước là dàn thiêu hương, chúng ta sẽ lễ ở đó, báo danh ở đó. Đi vào đại bái thì trong này, ở đây lưu trữ lại ban cửu long, hệ thống cửu long, tức là hệ thống các cái nấc thờ gồm 9 cái pho tượng chủ là đẹp vào hạng bậc nhất ở Hà Nội. Và bậc nhất ở Hà Nội thì trong đó thì có Tam Thế Phật, rồi các cái hệ thống tượng Phật, rồi có cả cái tượng Phật đản sinh. Thì ở đây ấy, phần bên trên này đại bái là nơi mà để chúng ta có tham ngộ, cũng như là đưa những cái ước vọng, mong muốn những cái điều mà tốt đẹp cho bản thân, cho người thân, gia đình. Và thực tế thì hầu hết mọi người đi chùa thì ít có người cầu cho mình lắm, toàn cầu cho người thân thôi ạ.
Đấy, thì những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta gửi gắm ước vọng và sẽ được kết nối với lại một cái vị trí về mặt địa linh, rồi ở một cái nơi mà hình thành nên rất nhiều những cái nhân kiệt, thì chúng ta sẽ có được cái sự kết nối giữa tam giới, làm cái trục kết nối giữa tam giới. Thế thì cái đấy là phần tiền. Thì bao giờ cũng thế, chùa của Việt Nam là tiên Phật hậu thánh. Thế đằng sau của ngôi chùa này lát nữa mình ra, thì đây là, nếu ở Hà Nội thì đây là một trong số ít những ngôi chùa có những cái hệ thống tháp mộ, hay còn gọi là tháp xá lị, đẹp và bậc nhất, nhiều đẹp bậc nhất, và lại nằm ở giữa một cái không gian rất là lãng đãng của Hồ Tây. Thì cái đó là bên thờ thánh, trong đó có thờ các vị, thứ nhất là sẽ thờ thánh mẫu đối với người Việt, thứ hai là sẽ thờ các vị thánh tổ, tức là những người mà có công rất lớn trong việc xây dựng, đóng góp, phát triển cho cộng đồng và cho ngôi chùa mà được ở tại ngôi chùa này. Và ngoài ra thì ở đây cũng là nơi mà để cho rất nhiều những người gửi gặp cái phần còn lại nhục thân của mình ở tại cái ngôi chùa này. Và đấy là lý do cái ngôi chùa mà để tượng trưng cho sự yên bình. Đấy là lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Tổng thống Ấn Độ sang đây, và ngài có tặng cái cây Bồ đề mà được chiết từ cái cây Bồ đề của Phật Thích Ca Mâu Ni tu thành chính quả tại đây. Và sau đó thì chúng ta biết được rằng là Ấn Độ có đặt tên một cái đại lộ rất lớn ở Ấn Độ ạ, tên là Đại lộ Hồ Chí Minh. Và một điểm đặc trưng là trên Đại lộ Hồ Chí Minh thì cả Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Mỹ thì đều nằm ở Đại lộ Hồ Chí Minh của thủ đô của Ấn Độ. Mỹ nó yêu cầu rất nhiều lần là phải đổi tên đường khác. Thế sau đó thì nó không đổi được, thì bắt đầu nó có di rời Đại sứ quán đi. Nhưng di rời Đại sứ quán đi thì sau một vài vụ cháy và vụ đánh bom lại chuyển về vị trí cũ. Thế là Đại lộ Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ vẫn nằm ở Đại lộ Hồ Chí Minh, vẫn nằm trong Đại lộ Hồ Chí Minh. Thì sau Đại sứ quán Anh thì cũng chuyển về đấy. Thì đấy là có thể nói rằng là giữa Việt Nam và một số những cái nước Nam Á, chúng ta có được một cái sự tương đồng rất lớn về mặt văn hóa, về mặt tư tưởng, về mặt tư tưởng. Đấy. Thế mà bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái mời anh chị chúng ta sẽ 65 năm 1959 đổi nhờ. Đó là bởi vì cái cây ở chùa Trấn Hữu ấy nó không to và đẹp như thế này. Đấy, bởi vì sao ạ? Nó tùy thuộc vào cái vượng ý ở cái nơi. Thế nên người ta mới nói là cây Bồ đề ấy, nó lớn hay không phải là do đất, mà nó lớn hay không là ở cái nơi nó có tụ cái khí chất và nó có đủ cái nhiếp lực để giác ngộ hay không, thì nó mới là quan trọng. Đấy. Rồi bây giờ các anh chị chúng ta đi vào bên trong để lễ. Trước tiên là lễ ở bên ngoài này, sau đó đi vào bên trong để lễ, và chúng ta sẽ sau đấy chúng ta sẽ đi ra cái khu bên kia. Và bây giờ thì tôi lại tiếp tục di chuyển một vòng. Đấy. Xung quanh khu vực trước của chùa này. Đấy. Có vẻ như là không có lối để đi dọc theo cái tường bao ở phía trước. Cho nên là tôi sẽ quay một vòng ở đây. Xa quá. Vào bên trong sân, tiếp tục di chuyển ra ngoài cổng một chùa. Đoàn của chúng tôi thì chắc là các chị em đã di chuyển ra ngoài cổng rồi. Cổng này, cổng này thì đã cấm nhá, chú ý không đi lối này. Be careful not to go this way. Thank you. Đấy. Đây lại là một cái cổng này.
vừa nãy chúng tôi có đi qua đây nhưng mà mọi người nói là không vào, mà sau này khi ra khỏi chùa, trên đường ra khỏi chùa thì mới vào trong này. Đấy, tôi sẽ di chuyển đấy, theo phía bên trái sang bên phải. Còn kia là mộ kiểu trong chùa thôi. À, đây chính là mộ. Đấy. Đấy. Bên trái là những mộ nhỏ. Sau đấy là bên trong này là những mộ lớn hơn này. Đấy. Đây, quý vị có thể nhìn thấy này. Đấy. Đây là một cái tòa tháp rất là cao này. Đấy. Xung quanh các cái tòa tháp này thì chắc là những cái ngôi mộ để thờ những cái vị tiền bối ở đây. Đấy. Đây là một phần của Hồ Tây. Đây, các chị em trong đoàn của chúng tôi đang nghiên cứu đây. Đấy. Tranh nhân quả này. Đấy. Tiếng Anh nó là Illustrations for the Law of Karma. Đấy. Đấy. Nhiều tranh lắm, kính thưa toàn thể quý vị. Tiên Phật học hành. Bây giờ thì bên trân kia trọng là kính mời quý vị nếu bên đó nghe thuyết minh gọi là một cái phần bên này. Giảng đường, đúng hơn là một cái giảng đường về lý lẽ, về triết lý sống. Thì đằng sau chính là cái sự kết hợp giữa văn hóa của người Việt. Phật đi đến đâu thì khoác lên mình lớp áo văn hóa ở tại nơi đó. Bởi vậy mà hơn 2.500 năm nay Phật giáo chưa bao giờ là đối tượng bị loại bỏ của bất kỳ chính thể nào. Bởi vì Phật giáo đi đến đâu họ chỉ làm gia tăng cái, tức là làm thăng hoa cái văn hóa ở tại bản địa đó lên. Đằng sau một ngôi chùa mới là thứ mà ẩn giấu mang lại nhiều giá trị cho ngôi chùa nhất. Phía bên trước là gian thờ rồi. Ở khu trung giữa là nơi mà các thiền sư hiện nay là các vị sư sãi vẫn đang thực hành cái Phật pháp, rồi cái công việc tu tập của mình. Còn lại ở phía bên này thì chính là nhà thờ tổ. Đằng sau đây là nhà thờ tổ và tháp tổ. Nhiều người bảo là đi vào đây thì nó giống như cái gì? Thực ra là đi vào đây nó sẽ gần giống như là đi vào một cái nghĩa trang. Nhưng nó lại không phải là nghĩa trang. Các vị thiền sư sau khi, theo quan điểm của nhà Phật, tức là sau khi mà mình mất, sau khi mà mình đã giải thoát, thì họ sẽ hỏa táng. Và đấy là bắt đầu từ đó thì cái hỏa táng ấy nó du nhập vào Việt Nam thông qua con đường tôn giáo. Thì sau khi mà tu tập xong mà có một đặc điểm đặc biệt là người thường mà hỏa táng thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng với những người tu hành thì sau khi tu thì hỏa táng, sau khi hỏa táng xong ấy, với những vị mà phải là những người cao, gọi là đạo hạnh rất là cao thâm, thì họ để lại một thứ vật chất mà nằm ngoài nguyên tắc vật lý. Đến hiện nay các nhà khoa học vẫn không biết đó là cái gì. Bởi đó là hạt xá lị. Bởi vì khi bình thường như này đi vào siêu âm thì chả thấy cái gì cả, chụp cắt lớp không thấy gì cả. Nhưng thiêu xong thì lại để lại hàng nghìn những cái viên hạt. Có người chỉ có một viên thôi. Ví dụ như Bồ Tát Thích Quảng Đức là để lại có một viên thôi. Đó là trái tim của ngài khi mà nung dưới nhiệt độ là hơn 1.500 độ C trong suốt 2 tiếng đồng hồ, trái tim nó không cháy, nó vẫn còn nguyên và hiện nay vẫn lưu giữ. Xa thịt mà nó vô lý, mà nó vẫn còn nguyên hình hài của một trái tim. Thì những cái xá lị và cho cốt đó thì được lưu giữ ở tại ở đây. Vâng, anh Thuyên Minh đang thuyên minh rất là hay, nhưng mà đoàn của chúng tôi lại tiếp tục di chuyển sang một cái khu di tích khác, thế cho nên là tôi lại di chuyển ra ngoài cổng để lên xe sang một cái khu di tích khác.
Thôi đi cả ra đấy đi. Thế đi cả ra đấy xong rồi đi luôn. Đỡ phải đi. Đi chờ đợi. Yeah.